Xin chào cả nhà thân yêu, đã quay lại kênh Quang Minh Tây Vlog. Đã lâu mới làm video nha cả nhà. Xin chào cả nhà YouTube thân yêu. Thì đã lâu lâu lắm rồi, vì lý do sức khỏe rồi là không thể làm được. Bây giờ mình cũng cố gắng để mà bắt đầu cái công việc YouTube của mình bằng những cái công việc món ăn nhẹ nhàng. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái món ăn rất là đơn giản, một món chay có tên gọi là chuối già xanh đó các bạn. Rồi mình sẽ kho với là sả, ớt. Món ăn tuy đơn giản nhưng mà cũng không kém phần đặc sắc và ăn cũng ngon cơm lắm nha các bạn. Đây thì đây là mình có là 7 trái chuối già, mình đã gọt vỏ ba quả và một trái chanh này các bạn, một trái chanh. Bây giờ mình sẽ là gọt vỏ thật trắng, gọt vỏ này, gọt như hết những cái vỏ xanh và còn lại bên trong, bên ruột bên trong là màu trắng. Nhưng mà trước khi gọt á, thì là với cái nước này này thì đã bỏ muối để cho nó trắng đẹp. Đồng thời mình cũng là sử dụng một trái chanh luôn để cho Chó nó trắng à. Rồi mất cái vị chát ấy. Nếu có thì nó mất vị chát và nó sẽ trắng. Mình tiến hành gọt nha các bạn, gọt vỏ. Tiếp tục mình gọt này, mình gọt hai cái đầu nhé cho nó đi, và cái vỏ thì mình sẽ gọt hết cái màu xanh ở bên ngoài, lấy cái ruột trắng ở bên trong thôi. Mình gọt đến đâu mình sẽ bỏ vào trong thau nước đến đó cho nó trắng. Đây là những cái trái chuối mà được gọt vỏ và rửa sạch sẽ, một màu trắng rất là đẹp. Bây giờ mình sẽ rửa ra một lần nữa và mình cắt nhé, bỏ cắt thôi mà cái này cắt nha, rửa sạch sẽ hả? rửa sạch sẽ rồi, bây giờ mình chỉ việc cắt thôi. Thì từng lát xéo xéo và dày. Xong bỏ vô thau nước lại mà. Đó, qua thau nước lại. Cũng gần xong rồi. Rồi, xong mà. Rửa sạch sẽ nha. Để cho nó khô ráo nè. Hồi nãy có chanh như trắng chẻo ha. Cái chanh trắng đẹp. Các bạn, mình để đây một chút nha. Đây là những gia vị để mình trộn ra cái sốt mà làm cho cái chuối ngon. Nào, thì trước tiên đây là 2 chén nước nước lọc, 1 muỗng đường. Mình bỏ vào đây luôn nha các bạn, để cho nó gọn gàng. Đây,
một muỗng nước mắm nha. Cái món này mình có thể ăn chay cũng được mà ăn mặn cũng được nha. Nếu ai ăn chay thì mua nước mắm chay. Còn đây là nước dầu hào. Hình như dầu hào cũng dầu hào chay có luôn, cái gì cũng có hết. Bây giờ không có thiếu gì hết, đủ trơn hết đó các bạn. Rồi nước tương, một muỗng tương ớt, trộn lên đó. Rồi mình trộn nha, khuấy lên cho nó đều. Thế là dầu ăn, mình bỏ một ít dầu và mình sẽ áp chảo cái chuối. Ít thôi các bạn ơi, không có nhiều nha. Dầu đã nóng rồi nè, mình sẽ bỏ chuối vào. Áp chảo lắm rồi. Nửa vừa hết mà. Nửa vừa nha. Nếu mà lớn quá thì nó sẽ cháy. Và mình chỉ ấp chảo cho nên hơi vàng thôi, chứ không có vàng còn nhiều còn khác nha. Chuối này mà luộc ăn cũng ngon lắm mà. Hết sảy. Mình cũng thích lắm. Món chuối vậy cho nó nhiều, được làm được nhiều món ăn đó các bạn. Mà công nhận cái chuối này nấu nhiều món mà. Nhiều món. Canh chuối như thế này. Canh chuối. Chuối kho. Trong kênh mình có hết. Chuối nấu canh. Cả nhà nhớ vô xem trong kênh mình nha. Có nhiều món hết, canh chuối á. Những món chuối này là những món mà thời thơ ấu ha. Mình hay về nấu. Rồi mình sẽ vớt lại mấy cái lát vàng vàng á, chút xác vàng vàng này. Đó. Nhiều quá. Phải chia ra hai lần đó mà. Dầu ăn không à? Bây giờ mình phi nha. Phi tỏi cho thơm nha. Xả. Quên xin lỗi. Mà cũng phi tỏi nữa. Mình để đây này, tỏi này. Đó. Thơm lắm. Thơm cho ngon. Bia rô này, mình cũng bỏ này. Bỏ hết nè. Để cho nó cái chuối cho thơm, ngon. Thì cho nè, vị mùi lên hết mà. Dậy mùi lên là thơm lắm. Thơm ra nhẹ cái mùi thơm. Thì mình sẽ bỏ nước này nè vô, nước sốt này ha, mình bỏ vô. Giờ mình sẽ đổ cái chuối vô nha. Cái hào bớt lửa không nè. Thôi từ từ vô. Từ từ nha các bạn, rồi nó sẽ rút cái nước đó vào trong cái chuối đậm đà cho ngon. Cần nhỏ lửa mà. Thôi còn vừa được rồi, chút xíu rồi mình nhỏ lửa. Vậy à. Còn nước nhiều mà, có gì. Tắt
chút xíu thấm vô lên màu, thấm rồi lên màu. Nó chưa lên màu đó, chút xíu rồi nó thấm vào, nó đi nó thấm rồi nó sệt rồi nó lên cái màu đẹp đó. Nước đã cạn cũng còn lửa nhỏ rồi nhưng mà mình cũng bỏ bớt cái lửa để cho nó sạch sẽ, nó sạch sệt sệt nó ngon. Rồi bây giờ mình bỏ nha, bỏ ớt tô này cho đẹp nè, đẹp chưa? Rồi chưa đâu, chưa xong đâu, để cho nó cái nước nó rút xuống nữa nha. Rồi cả nhà ơi, tắt bếp rồi. Nó đã cạn nước và cái nước ở bên dưới nó sệt sệt nè các bạn, ngon rồi đó. Cho nên mình tắt đi. Rồi bây giờ mình sẽ bỏ thêm một cái nữa cho nó thơm nữa, hương vị đặc biệt nữa, đó là mè rang. Mè mà mè nè các bạn, mè trắng. Giờ mình ấy lên trên cho nó thơm. Cái mè đẹp ha. Đẹp, quá đẹp. Mè có thơm nữa. Thơm lắm. Đã hoàn thành nữa cả nhà. Và thêm hai cái lá quế mà rất đẹp. Trang trí thêm cho nó đẹp mắt chút nha các bạn. Rồi các bạn thấy thế nào? Với hình thức là rất là đẹp mắt đấy đó. Và đứng đây, cái hương vị, cái hương thôi, mấy cái hương nó thơm lắm. Nào là thơm cái mùi lá quế, về thơm là cái sả, về thơm cái mè. Trời ơi, ngon quá, chắc sẽ thử miếng nữa ha các bạn ha. Lựa một cái nhỏ nhỏ thôi. Rồi, cái này đi. Ngon quá. Chắc là ngon. Kết thúc tại đây nha cả nhà. Cả nhà nhớ làm món này gia đình ăn nha. Mong các bạn yêu thương hai mẹ con mình để có một cái tương lai nó đã đỡ chút nha các bạn. Xin chúc các bạn một ngày mới. Đã hoàn thành nha cả nhà. Sức người có hạn, chừng đó. Kết thúc tại đây nha cả nhà. Cả nhà nhớ đăng ký, like, chia sẻ nha cả nhà ơi. Hai mẹ con mình rất là mong các bạn yêu thương động viên cho mình bằng những cái lòng thương yêu chân thật để mình có cái động lực làm hơn, thêm hơn nữa, đẹp hơn nữa, ngon hơn nữa. Mình rất là muốn làm lắm. Nhưng mà vì sức khỏe nó có phần hạn chế đó, thì xin các bạn yêu thương, chúc các bạn một ngày luôn luôn vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình thân yêu của mình. Chào các bạn.